chúc anh em một ngày tốt lành nhá. Dạo này mình ra khá là ít video, rất là xin lỗi anh em. Không phải là vì mình lười mà mình cực kỳ lười ấy. Hết rồi hả các bạn ạ? Hiện tại thì One Piece đến chắp 930 rồi. Cuộc đụng độ các cửu hoàng như Big Mom và Kaido này, Big Mom và Kaido đã chặn cháy nam rồi. Nhưng mà Big Mom thì bị rớt xuống biển. Hiện tại thì Big Mom đã bị mất trí nhớ rồi. Chi tiết này rất là quan trọng đấy. Thì Luffy và Kid đang ở trong nhà ngục của tên Kaido. Nói đến nhà ngục thì người ta nghĩ đến là sẽ phải nhặt lá đá ông mơ. Nhưng mà hai cu cậu này thì được ăn uống lo lễ bể bụng luôn. Tại vì sức làm việc quá là cao, quá là kinh khủng luôn. Nói đến đây thì mình lại sâu chuỗi các sự kiện khi các siêu tân tinh gặp Luffy ấy, thì mình lại thấy rằng một điều khá là thú vị, đó chính là các siêu tân tinh khi gặp phải Luffy đều bị mất đi hình tượng của mình, như kiểu mất đi hình tượng sói ca này, sẽ trở thành một kẻ như kiểu Kid thì trở thành béo phi này, No thì bị ăn hành này, các kiểu con đà điểu luôn. Luffy như kiểu là một ngôi sao chổi của các siêu tân tinh vậy. Vì vậy mà tớ làm video này, các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên là tại Sabaody, cách đây 2 năm trước, một cú đấm one hit vào mặt của Luffy, một cú đấm đầy yêu thương dành cho thằng cha Thiên Long Tỉnh Chat Lot. Và ngay lập tức chiếc còi 113 rú lên inh ỏi, một đô đốc hải quân đã có mặt tại đây. Sự xuất hiện của khỉ vàng Kizaru đã làm cho tất cả các băng hải tặc lẫn các siêu tân tinh đều hoảng loạn. Vì lúc này là 2 năm trước khi tham kít, hệ Logia vẫn vô cùng bá đạo. Và trong đó còn có sự xuất hiện của những con robot nhân bản từ Kuma cũng vô cùng bá đạo. Nhóm Muzer bị Kuma đánh tan rã đi các hòn đảo khác nhau. Một số siêu tân tinh thì bị bắt vào nhà ngục. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên của băng Muzer và các siêu tân tinh khác. Khá là rắc rối đúng không anh em? Mình sẽ lần lượt điểm danh các số phận của các siêu tân tinh từ lúc còn là một ngôi sao sáng, hoành tráng cho đến khi gặp phải ngôi sao chổi Luffy nhà chúng ta. Jim như chưa bao giờ được nổi vậy. Kẻ đầu tiên là Capote B với biệt danh là Bố Già Mafia. Hắn ta đến từ biển Tây Xanh và trong thời gian tham kít thì hắn ta được sắp xếp để kết hôn với Charlotte Trích Phong, con gái của Big Mom. Lần đầu tiên xuất hiện ở chap 498 tập 392, trụy la 138 triệu berry. Bi đã ăn trái ác quỷ Silosilolomi, một loại trái cây ác quỷ hệ Bajamecia, cho phép hắn có thể biến đổi cơ thể mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Bi có thể chứa một lượng đội quân lớn trong cơ thể mình cũng như là ngựa, pháo và vũ khí. Hắn ta là thuyền trưởng và là lãnh đạo của một trong 5 gia tộc thế lực ở biển Tây. Bi có quyền lực tối cao với tất cả những người dưới quyền. Hắn cũng có ảnh hưởng và quyền lực lớn đối với hoạt động của thế giới ngầm ở biển Tây Xanh. Là một trong chiến binh của Big Mom, hắn được giao nhiệm vụ đó chính là giữ an ninh trong bữa tiệc trà. Đó là những thông tin trước đây và vô cùng hoành tráng. Cho đến khi bắt tay với nhóm mũ rơm để lật đổ tứ hoàng cũng như là mẹ vợ của mình, Big Mom. Rồi tình hình không được như theo kế hoạch, rồi Big Mom nổi cơn điên lên. Để bảo vệ tất cả mọi người, Bi đã biến thành pháo đài che chở cho tất cả những người ở bên trong. Ám sát không thành công thì lại ăn hành ói máu miệng. Hiện tại thì Bi và cả băng của mình đã đào tẩu thoát khỏi đảo bánh và chịu sự truy đuổi của băng Big Mom. Tiền đến là thanh niên lạnh lùng boy Trafagadi Waterlaw xuất hiện ở chap 498 tập 392. Khi quê hương anh bị tàn phá, mất đi gia đình và bạn bè, và rồi được chuẩn đoán là chỉ có thể sống trong 38 tháng nữa. Lo đã không còn như trước đây và anh đã theo Doflamingo. Lo gia nhập băng của hắn cũng vì muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh mình. Chỉ sau khi căn bệnh trì hổ phách của Lo được chữa khỏi, anh đã dần dần thay đổi. Sau tham kít thì anh không còn thường hay cười như trước nữa và trở nên cẩn trọng hơn. Hiện giờ thì Lo thường cười khi muốn thách thức một ai đó, hay là khi đang rất hài lòng với mọi chuyện diễn ra đúng như theo kế hoạch. Nhiều người nghĩ rằng Lo là một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Chính Apple đã nói rằng Lo khét tiếng vì độ tàn bạo. Hay là một trong những thuộc hạ của Smoker đã nói rằng Lo đã đánh cắp 100 trái tim của những tên hải tặc và gửi chúng cho chính quyền thế giới nhằm đạt được vị trí thất vũ hải. Các bạn có thể xem tập 548 để biết thêm điều này. Về trái ác quỷ của anh là người sở hữu trái ác quỷ Ope Ope Nobi, cho phép tạo ra một bán cầu tỏa ánh sáng xanh màu nhạt. Trong vùng cầu này, anh có thể tách và di chuyển bất cứ thứ gì trong vòng ánh sáng xanh, kể cả bản thân. Cắt có nghĩa là anh có thể phẫu thuật mọi thứ trong phòng phẫu thuật trong hình cầu này. Sở hữu trái ác quỷ linh hoạt nhất, lau dễ dàng gây thiệt hại lặng lề trong vùng anh kiểm soát. Anh có thể dịch chuyển tức thời nhờ năng lực này luôn. Điểm yếu của năng lực này là đòi hỏi một sự tập trung cao độ khi sử dụng. Lo phải thực hiện thao tác tay liên tục để phát huy năng lực này cho các nạn nhân, tạo cơ hội cho những kẻ thù có tốc độ cao khi tấn công. Một điểm vô cùng quan trọng của trái Ope Ope nữa là làm cho kẻ khác bất tử và người sử dụng có thể bị mất mạng của mình sau khi hợp tác sản xuất em bé với Luffy.
À quên, đó chính là liên minh với băng mũi rơm. Xem ra thì số phận của anh chàng luật trở nên vô cùng thê thảm hơn. Hoặc là hình tượng lạnh lùng boy đã bị mất đi. Đầu tiên là anh bị mất đi một cánh tay của mình trong trận chiến với Doflamingo này. Và rồi còn nhiều pha hốt hoảng với những pha xử lý tình huống theo cảm tính của Luffy. Điển hình là khi tới Wano, trước khi làm gì thì Law đã bị một tên lính cùi bắp thổi phi tiêu đá biển vào tay, làm mất đi năng lực, may mắn thay mà còn chạy thoát được. Tiếp đến là khi gặp Kaido, vừa mới chỉ cho Luffy biết rằng Kaido kìa, Thánh Lù đã lao đến lệnh cho Kaido một quả Gear 4 vào đầu, làm cho Law mắt chữ A mồm chữ O vì choáng. Kiểu như thật không thể tin nổi, cái thằng cha này không biết là đánh nhau có dùng lão hay không vậy. Đúng như là kiểu trẻ trâu, máu liều nhiều hơn máu lão. Suy cho cùng rằng khi đi về băng mũ dơ mị thì cái kế hoạch tốt nhất đó chính là không có kế hoạch gì cả. Chấm hết. Mới đây nhất là Eustace Lil Kid xuất hiện lần đầu tiên tại chap 498 tập 392. Trước thăm Kid thì truy lã 315 triệu BD và sau thăm Kid là 470 triệu BD. Kid nổi danh với cái việc tàn phá và gây nhiều thiệt hại cho dân thường. Tính cách nổi bật của Kid là hay nổi giận và hay pha trò châm biếm. Mỗi khi tức giận, khi bị xúc phạm, hắn thường dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Như khi hắn tấn công Apple vì tên này dám nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Ví dụ như lần hắn đóng đinh vào một đội hải tặc vì nghĩ rằng chúng khá là yếu để tồn tại ở tân thế giới. Sau tham Kid thì Kid có phá hủy hai con tàu chiến thuộc liên minh của tứ hoàng Big Mom. Điều này cho thấy rằng Kid không hề sợ hãi và không ngần ngại thách thức một tứ hoàng. Sau đó thì lập liên minh với Apple và Hakin để hạ bệ tứ hoàng xanh. Nhưng chưa kịp làm gì cả thì đã gặp Kaido và đã bị Kaido đập cho tan nát. Hakin, Apple thì đã phe phe của Kaido rồi, Kid thì bị bắt ngốt vào ngục. Và lần trong ngục đó thì Kid có gặp Lù nhà chúng ta. Hai kẻ đều sử dụng Haki bá vương. Đúng là khi hai người đàn ông gặp nhau thì mọi thứ trở nên thay đổi. Hình tượng của Kid bị bác Oda biến đổi một cách quá là mạnh tay. Với thân hình tròn gọn hot boy trước đây, vì tranh ăn với Luffy mà Kid trở nên béo phì. Và cánh tay của anh cũng bị mất là do xanh tóc đỏ gây ra. Nói qua về năng lực trái ác quỷ của Kid thì trái ác quỷ từ tính. Điều này thể hiện ở khả năng đẩy và hút kim loại xung quanh để biến chúng thành vũ khí. Lực đẩy cho phép Kid bắn ngược vật thể kim loại ra xa, còn lực hút thì có thể tập hợp kim loại lại và định hình chúng. Thông thường nhất là tạo ra một cánh tay kim loại khổng lồ được làm từ hàng trăm từ vũ khí kim loại dính liền ở tay phải. Với cánh tay này thì anh có thể tấn công kẻ thù hoặc là tạo ra một tấm khiêng lớn. Trong anime hoặc là game One Piece, Kid có thể tạo ra một mẩu kim loại bắn về đối thủ với tốc độ rất là nhanh. Còn về mấy tân tinh còn lại thì anh em biết rồi đấy, Hakin thì đã đụng độ với Lù và Zoro tại Wano. Họ đã đánh nhau một trận chiến nho nhỏ. Wano thì bị Dâu Đen bắt và rồi bị hải quân bắt luôn. Cô trốn thoát và hiện tại đang ở chỗ bọn Thiên Long Tinh. X-Diker thì cũng đã về phe của Kaido. Nhưng quay trở về quá khứ một tí, khi xưa thì Doflamingo đã giết chết bố của anh ta. Nhưng hắn không bị làm sao cả vì là Thất Vũ Hải và còn là một Long Tinh. Mình thì mình nghĩ rằng chính vì cái lý do đó X-Diker đã từ bỏ hải quân để làm hải tặc. Law và Luffy đã đánh bại Doflamingo. Từ đó mình nghĩ rằng X-Diker sẽ giúp và làm đồng minh của Luffy trong Arc Wano này. Ama tản mạn chút về năng lực của anh ta. X-Diker thể sử dụng trái ác quỷ hệ doan cổ đại quý hiếm, cho phép X-Diker chuyển thành một khủng long bạo chúa. Trong hình dạng này thì anh đủ to lớn và mạnh để trực tiếp gây thác xương lên một con Pakita bằng một phát cắn vào đầu. Một việc khá là khó khăn đối với một người máy hoàn toàn bọc bằng sắt. Trái ác quỷ hệ doan cổ đại và là một động vật ăn thịt thì khả năng chiến đấu lại càng thêm dữ dội, chứng tỏ một điều rằng trái ác quỷ của X-Diker biến anh trở thành một đối thủ hung bạo và đáng gờm. Còn với cuồng sư Ugon, hắn là một kẻ rất là mạnh, hắn thừa đủ chỉ tiêu để xứng danh là một những siêu tân tinh. Trái ác quỷ của hắn cho phép hắn tăng cường sức mạnh và cả kích cỡ cơ thể khi bị ăn đòn. Hiểu đơn giản là cứ khi có một người đánh vào thì hắn càng mạnh hơn. Thông thường thì Ugon chỉ sử dụng nắm đấm và các đòn tấn công vật lý bình thường khi đánh nhau với kẻ địch. Đáng nói hơn là Ugon là một kẻ đã đánh bại được một trong bốn tư lệnh ngọt của tứ hoàng Big Mom. Sau đó thì hắn bị Charlotte Cracker, một tư lệnh ngọt khác, hạ gục. Đây là một chi tiết khá là ấn tượng của Ugon cho đến thời hiện tại bây giờ. Và các anh em có biết thứ ghê gớm hơn là gì không? Mặc dù bị thương và đang ở trong đất của Big Mom mà Ugon vẫn có thể trốn thoát được. Việc này mà băng của Luffy đã vất vả mãi mới thoát được khỏi vòng vây này. Cuối cùng thì video mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu hay thì anh em nhớ like và sub để ủng hộ mình. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.